Xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Xe Việt. Trong video đầu tháng 9 em có chia sẻ đến anh em về cái chương trình bán hàng của Hyundai Creta và trải qua khoảng 2 tuần, giá xe có những biến động nhỏ. Và tại thời điểm này, tại thời điểm giữa tháng 9 này, giá xe Hyundai Creta đã ổn định và chương trình bán hàng của Hyundai Creta tại thời điểm giữa tháng 9 này như thế nào thì mời anh em cùng xem chi tiết video. Trong video em sẽ chia ra làm 3 phần để anh em tiện theo dõi. Phần thứ nhất em sẽ giới thiệu chung về mẫu xe Hyundai Creta và chính sách bán hàng của Hyundai để những anh em nào mới tham khảo với dòng xe này cũng như là mới tham khảo những cái dòng xe của Hyundai có thể là nắm được cơ bản. Phần thứ hai em sẽ đi chi tiết về chương trình bán hàng của từng phiên bản Hyundai Creta tại thời điểm giữa tháng 9 này cho anh em. Và phần thứ ba đó là về nguồn cuống hàng hóa của các phiên bản Hyundai Creta tại thời điểm này. Mời anh em cùng xem chi tiết video. và đến với phần đầu tiên đó là những thông tin cơ bản của Hyundai Creta. Hyundai Creta được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam với 3 phiên bản cho anh em lựa chọn. Cụ thể như sau, phiên bản thấp nhất đó là Hyundai Creta bản tiêu chuẩn. Phiên bản thứ hai đó là Hyundai Creta bản đặc biệt và phiên bản cao cấp nhất đó là Hyundai Creta bản cao cấp. Trong phiên bản Hyundai Creta bản cao cấp sẽ có hai sự lựa chọn tông màu cho anh em. Một phiên bản là một tông màu và một phiên bản là hai tông màu. Thì hai phiên bản này sẽ lệch nhau 5 triệu, phiên bản hai tông màu sẽ đắt hơn. Và chính sách bán hàng của Hyundai không phân vùng thị trường. Anh em thoải mái lựa chọn showroom mua xe. Và có một lưu ý dành cho những anh em mới mua xe lần đầu đó là anh em thoải mái mua xe tại các showroom, còn bảo hành thì anh em bảo hành trên tất cả các đại lý hoặc showroom ủy quyền của Hyundai trên toàn quốc, có nghĩa là anh em mua xe ở đâu không quan trọng. Mặc định anh em là bảo hành thoải mái chỗ nào cũng được và một vấn đề dành cho những anh em đang có nhu cầu mua trả góp đó là tại thời điểm này hầu như các hệ thống ngân hàng đều tư vấn anh em mua thêm bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm khoản vay anh em lưu ý cho em vấn đề này và mời anh em cùng đến với phần thứ hai đó là về chi tiết chương trình bán hàng của từng phiên bản Hyundai Creta tại thời điểm giữa tháng 9 này mời anh em cùng đến với bản đầu tiên đó là Hyundai Creta bản tiêu chuẩn tại thời điểm đầu tháng 9 em có chia sẻ với anh em về Hyundai Creta bản tiêu chuẩn thời điểm đó giá bán là 615 triệu và tại thời điểm giữa tháng trí này, giá xe bây giờ là 620 triệu, như vậy là đã nhích thêm 5 triệu. Và chương trình khuyến mại tặng kèm anh em những phụ kiện sau. Thứ nhất đó là giá phim cách nhiệt, thứ hai đó là bọc vô lăng bằng da, thứ ba đó là một bộ thảm để chân, thứ tư đó là một đoạn nước hoa, thứ năm đó là một chiếc camera hành trình kèm thẻ nhớ 32GB và thứ sáu đó là một túi cứu hộ. Anh em lưu ý cho em, chương trình khuyến mại này chỉ áp dụng cho những anh em xem video trên kênh xe Việt và có nhu cầu mua xe. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại em để góc phía trên bên phải màn hình kia. Dạ. Em sẽ hỗ trợ chi tiết cho từng anh em. Và với cái giá bán của show bên em là 620 triệu thì cái chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương em xin phép và tính cho anh em cụ thể như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì chi phí ra biển số lăn bánh sẽ là 716 triệu. Anh em nào ở Sài Gòn sẽ là 704 triệu anh em nào ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% sẽ là 697 triệu và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% sẽ là 685 triệu. Chi phí ra biển số lan bánh em tính cho anh em đã bao gồm đầy đủ những khoản chi phí theo quy định của nhà nước. Cụ thể đó là lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số, lệ phí bảo hiểm dân sự bắt buộc, lệ phí bảo trì đường bộ 12 tháng, phí đăng kiểm, chưa có bảo hiểm thân vỏ và một số những cái phụ phí khác anh em lưu ý. Và cái chi phí ra biển số lăn máy này là anh em tự đi làm thủ tục, chưa có phát sinh thêm những cái phí dịch vụ hay là tiền chi phí đăng ký anh em lưu ý cho em và showroom của em ở Hà Nội, em sẽ hỗ trợ tốt nhất cho những anh em nào mua xe đăng ký biển Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Còn những anh em ở miền Trung hay miền Nam thì anh em có thể là mua xe ngoài em và anh em mang xe về anh em tự đi làm thủ tục đăng ký. Em sẽ hỗ trợ hướng dẫn cho anh em từ xa, anh em tự mình đi làm được và anh em sẽ phải chịu thêm cho em cái chi phí vận chuyển và nó sẽ dao động từ khoảng từ 5 cho đến 10 triệu tùy thuộc vào khoảng cách địa lý của từng anh em. Đối với những anh em đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Hyundai Creta bản tiêu chuẩn áp dụng tại showroom bên em và tại thời điểm này, anh em sẽ được vay ngân hàng tối đa số tiền là 527 triệu. Số tiền này tương đương với 85% giá trị xe. Thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm, tối thiểu là 3 năm. Với gói vay 8 năm, em xin phép tính gốc lãi hàng tháng anh em sẽ phải thanh toán Cụ thể trong tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán khoảng 9,1 triệu Trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 5,5 triệu Lãi suất tháng đầu tiên là 3,6 triệu Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo Anh em nào cần cái bảng kê chi tiết gốc lãi hàng tháng thì chủ động liên hệ trực tiếp với em Em sẽ gửi qua tin nhắn Zalo hoặc Facebook cho từng anh em để anh em tham khảo và cân đối Anh em có quyền vay ngân hàng theo số tiền và thời gian vay theo nhu cầu của mình Không bắt buộc anh em là phải vay theo cái gói vay tối đa như em chia sẻ trong video đâu ạ bản chất em chia sẻ gói vay tối đa là để anh em có số tiền bắt đầu chuẩn bị thấp nhất và thời gian vay tối đa là để anh em có số tiền trả hàng tháng nó ít từ đó thì anh em có thể là chủ động hơn về cái nguồn thu nhập của mình và phân bổ dòng tiền trả nợ cho nó phù hợp với gói vay tối đa như em chia sẻ đến anh em thì chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau anh em nào ở hà nội thì anh em cần chuẩn bị là 189 triệu anh em nào ở sài gòn thì anh em cần chuẩn bị là 177 triệu anh em nào ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% thì anh em cần chuẩn bị là 170 triệu và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% thì anh em cần chuẩn bị là 158 triệu. Bắt buộc anh em phải mua bảo hiểm thất vỏ vì anh em mua trả góp. Cụ thể bảo hiểm thất vỏ của Hyundai Creta bản tiêu chuẩn năm đầu tiên trị giá là 8,6 triệu. Những năm tiếp theo anh em còn vay ngân hàng thì lúc đó anh em vẫn còn bắt buộc phải mua bảo hiểm thất vỏ nhưng giá trị bảo hiểm thất vỏ nó sẽ thấp hơn so với những năm trước. Đồng thời anh em sẽ phải sử dụng dịch vụ đăng ký xe chọn gói tại showroom bên em. Thì dịch vụ này hết bao nhiêu tiền thì cái đó sẽ phụ thuộc vào vị trí địa lý của từng anh em. Anh em ở xa thì chắc chắn là cái phí dịch vụ nó sẽ cao hơn so với những anh em ở gần. Mời anh em cùng đến với bản thứ hai, đó là Hyundai Creta bản đặc biệt. Tại thời điểm đầu tháng 9, giá xe anh em bán cho anh em là 680 triệu và tại thời điểm này giá xe bây giờ chỉ còn là 670 triệu như vậy là đã giảm thêm 10 triệu cho anh em về chương trình khuyến mại anh em cũng được tặng kèm đầy đủ những phụ kiện như Hyundai Creta bản tiêu chuẩn. Cụ thể đó là giảm phim cách nhiệt, thứ hai đó là bọc phô năng bằng da, thứ ba đó là một bộ thảm để chân, thứ tư đó là một lọ nước hoa, thứ năm đó là một chiếc camera hành trình kèm thẻ nhớ 32 GB và thứ sáu đó là một chiếc túi cứu hộ. Và với cái giá bán là 670 triệu, chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em cụ thể như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì sẽ là 772 triệu anh em nào ở sài gòn sẽ là 759 triệu anh em nào ở tỉnh áp thì trước bạ 12% sẽ là 753 triệu và anh em ở các tỉnh áp thì trước bạ 10% sẽ là 739 triệu chi phí ra biển số lăn bánh em tính cho anh em cũng đã bao gồm đầy đủ những khoản chi phí theo quy định của nhà nước em cũng chia sẻ lại trên màn hình để anh em tiện theo dõi chưa có bảo hiểm thân vỏ và một số những phụ phí khác anh em nào cần cái bảng kê chi tiết lăn bánh thì chủ động liên hệ trực tiếp em em sẽ gửi cho anh em để anh em tham khảo đối với những anh em đang có nhu cầu mua trả góp trước Hyundai Creta bản đặc biệt tại thời điểm này và áp dụng tại showroom bên em, anh em sẽ được vay ngân hàng tối đa số tiền là 569 triệu. Số tiền này tương đương với 85% giá trị xe. Thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm, tối thiểu 3 năm và gốc lãi hàng tháng em cũng đã tính cho anh em. Cụ thể như sau, tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 9,9 triệu, trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 5,9 triệu, lãi suất tháng đầu tiên là 3,9 triệu dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo với gói vay tối đa này chi phí ban đầu anh em cần để chuẩn bị cho em bây giờ như sau anh em nào ở hà nội thì anh em cần chuẩn bị là 203 triệu anh em nào ở sài gòn thì anh em cần chuẩn bị là 189 triệu anh em nào ở các tỉnh áp thì trước bạ 12% anh em cần chuẩn bị là 183 triệu và anh em ở các tỉnh áp thì trước bạ 10% thì anh em cần chuẩn bị là 170 triệu bảo hiểm thân vỏ năm đầu trị giá là 9,3 triệu đồng thời anh em sẽ phải sử dụng dịch vụ đăng ký xe chọn gói tại xuống bên em tiếp theo mời em cùng đến với bản thứ ba đây là phiên bản cao cấp nhất đó là Hyundai Creta bản cao cấp trong phiên bản Hyundai Creta bản cao cấp thì có hai tông màu cho anh em lựa chọn cụ thể đó là Creta cao cấp bản một tông màu và Creta cao cấp bản hai tông màu thì Creta cao cấp bản hai tông màu đắt hơn Creta cao cấp bản một tông màu là 5 triệu và em xin phép là tính cái chi phí ra biển số của Hyundai Creta bản cao cấp một tông màu từ đó anh em có lựa chọn mà mua Creta bản, bản cao cấp hai tông màu thì anh em cộng thêm cho em 5 triệu cụ thể giá bán của Hyundai Creta bản cao cấp một tông màu tại thời điểm giữa tháng 9 này bây giờ chỉ còn là 712 triệu với cái giá bán này anh em được tặng kèm những phụ kiện như hai bản Hyundai Creta em vừa mới giới thiệu đến anh em và em có chia sẻ lại trên màn hình để anh em tiện theo dõi và với cái giá bán là 712 triệu thì chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em cụ thể như sau anh em nào ở Hà Nội thì sẽ là 821 triệu. Anh em nào ở Sài Gòn sẽ là 807 triệu. Anh em nào ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% sẽ là 802 triệu và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% sẽ là 787 triệu. Chi phí ra biển số lăn bánh em tính cho anh em cũng đã bao gồm đầy đủ những khoản chi phí theo quy định của nhà nước. Anh em có thể xem trên màn hình. Em có chia sẻ lại đây ạ. Và trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Hyundai Creta bản cao cấp này anh em được vay ngân hàng tối đa số tiền là 605 triệu Thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm Tối thiểu là 3 năm Với gói vay 8 năm thì em xin phép tính cái gốc lại hàng tháng Anh em sẽ phải thanh toán Cụ thể trong tháng đầu tiên Anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 10,5 triệu Trong gói gốc chỉ đều cho hàng tháng trong 8 năm là 6,3 triệu Lãi suất tháng tiên là 4,2 triệu Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo Với gói vay tối đa này Chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho anh em như sau Anh em nào ở Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị là 216 triệu anh em ở Sài Gòn thì sẽ là 202 triệu anh em ở các tỉnh áp thì trước bạn 12% sẽ là 197 triệu và anh em ở các tỉnh áp thì trước bạn 10% sẽ là 182 triệu anh em sẽ phải mua bảo hiểm thất vỏ cụ thể bảo hiểm thất vỏ của Hyundai Creta mặt cao cấp năm đầu tiên chỉ giá là 9,9 triệu anh em lưu ý showroom của em ở Hà Nội em sẽ hỗ trợ tốt nhất cho những anh em nào đăng ký xe biển Hà Nội và các tỉnh phía Bắc còn những anh em ở miền Trung, miền Nam thì em có tính cái chi phí ra biển số, chi phí lăn bánh, chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị để anh em có thể là cân đối tài chính và chủ động hơn khi mà anh em mua xe. Anh em có thể ra trực tiếp showroom ở địa phương mà anh em sinh sống và anh em đàm phán giá cả làm sao cho nó phù hợp. Và em nhận thấy rằng giá xe bên em thường là rẻ hơn rất là nhiều so với giá xe của các showroom ở miền Trung hay là miền Nam. Mời em cùng đến với phần thứ ba đó là về nguồn cung ứng hóa của Hyundai Creta tại thời điểm này. Đối với phiên bản Hyundai Creta tiêu chuẩn, em nhận kỳ chờ giao xe tại thời điểm cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 là xe về. Hyundai Creta bản đặc biệt hiện tại còn một số ít xe giao cho anh em. Cụ thể anh em lấy màu gì bản nào thì chủ động đến hệ trực tiếp với em. Em sẽ cập nhật kho xe cho anh em tại thời điểm mà anh em xem video. Tiếp đến đó là Hyundai Creta bản cao cấp đối với phiên bản một tông màu và hai tông màu Hiện tại em cũng có xe giao cho anh em Nhưng mà tùy màu Chính vì vậy anh em nào có nhu cầu mua xe Thì chủ động liên hệ trực tiếp với em Số điện thoại em để góc phía trên bên phải màn hình Em sẽ hỗ trợ tốt nhất cho từng cá nhân anh em Trên đây đó là toàn bộ những thông tin Về chương trình bán hàng Của các phiên bản Hyundai Creta Tại thời điểm giữa tháng 9 này Cảm ơn anh em đã xem video Anh em hãy đăng ký kênh ủng hộ em Cũng như là để theo dõi những thông tin mới nhất Về thị trường ô tô tại Việt Nam nói chung Cũng như là chiếc Creta nói riêng em cảm ơn tất cả anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo xin chào anh em